gì vậy? Hả? Sợ mà thở vô nó nóng. Không. Đồ. Hả? Cái gì vậy? Xin chào các bạn. Tôi đang chiên khoai lang. Bắt đầu chiên khoai lang nè. Thấy ghê không? Hả? Rồi Linh bà nói chuyện không có được luôn bạn ơi. Thôi đừng kệ, đừng nói chuyện với bà. Để cho bà im lặng thinh trong nhà bếp đi. Bà Tám làm. Biết nấu không? Biết chiên khoai làm chi không? Đố các bạn á. Đố các bạn chiên khoai để làm gì? Chiên hơi lâu rồi nha. Chiên hơi hơi thôi. Khoai lang với lại khoai môn nha các bạn. Chiên sơ để cho nó đừng có bị bể ra khi mà mình bỏ vô cà ri mình nấu. Tám rất là thích ăn khoai cho nên Tám mới nấu khoai. Tám thích khoai, ăn khoai lang hơn là khoai tây cho nên Tám không có nấu khoai tây. Tám chỉ nấu khoai lang thôi. Nói chung là Tám chỉ biết chiên khoai thôi, còn cà ri á thì là phải nhờ Linh Trần ra tay. Đang nấu cà ri nè. Nè, nhìn cái này nè, thơm lắm nè. Hấp dẫn lắm nè. Đó, gà đó, gà. Gà này là gà ri. Đó, mình ướp nè. Mình ướp cho nó. Trời ơi, nó thơm. Mùi này là mùi cà ri. Thơm mùi cà ri quá trời luôn. Ngày mai bà Linh đã dạy bà Tám nấu món gì nữa phải không? Bà Linh bà đang dạy Tám nấu món cà ri, nấu món cà ri. Ngày mai bà dạy cho Tám nấu món cánh gà chiên bơ. Nhiều bật luôn, ghê. Quá trời nhiều luôn á. Cọp ăn hay sao á. Ngày mai á là ngày Tám mời mọi người đến ăn Tết nhà Tám. Cho nên là mình phải nấu đồ ăn sẵn hôm nay. Chiên món sẵn. Này thôi. Món này thôi. Còn ngày mai là mình bắt đầu, sáng mai là bắt đầu mình nấu. Bắt đầu mình nấu tại cái này chiên trước thôi. Nè, chả cá của Lana với Sưng Ngô tặng nè. Đó, mình để ra ngoài nó mềm nè. Là ngày mai mình chiên. Chiên lên mình ăn. Cái cá này ngon lắm. Ngon lắm. Ấy là xong rồi chiên liền à. Có quên là mình chiên lên là ấy là chiên là ăn liền. Chứ không có ướp thêm gì hết. Của là Lana với Xuân Ngô tặng cho Tám á. Rồi ngày mai mình chiên lên cho mấy ông đàn ông nhậu. Còn mình ăn cánh gà. Với lại mình ăn cà ri bánh mì. Với lại mình ăn bánh tét, bánh chân, củ kiệu, dưa món. Với lại thịt kho hột vịt. Tàn. Lỡ không quá là rảnh quá mà lên mà quay tôi hoài vậy. Thì lâu lâu thấy hàng yếm mà nó tập trung mới vậy. Bà chiên cái này không mà bà tập trung vậy. Không tập trung. Lỡ nó cháy thì sao bà nội. Trời, cái này có đang chiên ngon á. Cái này là chiên sơ thôi. Ừ. Chứ không có chiên ho kỹ. Hồi trước tôi toàn là không chiên nha. Ờ. Thì lúc bà dạy cho tôi biết. Cười. Ủa bây giờ bà kêu mình dạy cho bà mới ghê. Bà dạy cho tôi biết cho tôi mới chiên á. Nghĩ hả? Chứ đó giờ bà không chiên hả? Chiên kiểu này chắc kiểu nhà hàng. Với lại người ấy thôi. Người ấy là người gì? Không biết. Ha. Trước về tôi thấy Các bạn nấu cà ri các bạn có chiên không? Người Bắc người ta đâu có chiên. Chiên chứ, chiên cho nó sẵn lại à. Nó không có bị bể ra.
nhiều thì khoái ăn chiên. Tôi ăn cà ri, không bao giờ tôi ăn khoai. Trời ơi, tôi là toàn ăn khoai mà tôi không ăn thịt. Tôi ăn nước với thịt mà. Tôi ăn nước với khoai mà tôi không ăn thịt. Tôi không có thích ăn cà ri thịt. Thì rồi, vậy cho tôi biết cái chuyện gì đó. Chắc tôi móc cái này ra nè. Trời ơi, đũa dài vậy đau tay lắm á. Đũa lấy cái khác đi, cái này hết rồi, đũa rồi đó. Chồng lên không được vậy? Chồng lên hả? Ừ. Trời ơi. Mà làm như con cóp USB nó ngột thở rồi. Thằng Tiến mà nó nói quá. Giờ không nói phải không? Tôi hỏi bà là bà chiên ba cái này thì ngày mai bà ăn mấy cục? Tôi ăn chắc cũng phải 5 cục. Gì? Có bụng quá hả? Cái bụng bà chứa nổi. Bà chứa 5 cục quá. Ngon quá. Bà tám đi, bà tám cho tôi trong đa, trong khi tôi làm việc nè. Bà tám đi, bà đang tiếng bà tám đi cho vui rồi. Là nói giọng tôi ghê mà không tán. Gắp cái củ khoai mà gồng cái tay gì lên. Trời ơi, cái này sao khó gắp cái gì. Tôi nói bà lấy cái đũa này đây. Đũa đó hả? Ừ, đũa dài đâu có tay nóng lắm. Nóng tay. Không. Cái đũa này gần quá nó nóng cái tay nè, thấy không? Không được. Nóng tay lắm mà nội. Thấy không? Vừa nói chuyện vừa chiên khoai nè. À, nó vui. Cái chuyện à, cái sông bài Ấn Độ à. Cái sông bài Ấn Độ. Trời ơi, lộn thôi mà. Cái chị đó chỉ nói lộn thôi mà. Cái đó Indian, Indian ai không biết. Ai không biết sông bài là của người da đỏ. Ai cũng biết mà. Da đỏ là ở bên Mỹ là sòng bài là của người da đỏ mà phần lớn luôn á. À, biết là đó. Nó là lộn một chút thôi mà. Bạn ơi. Không lộn, không phải là kênh của bà Tàm. Mà áo này mà còn xẻ vai nè. Sexy quá. Đâu. Cái này cộng dây âm nội. Ngày mai có a muối nè, có a muối nè, có ai nữa ta, có chị Khanh nè, có Tích Ti nè, có cái gì ta, có không có Billy đi làm rồi, có bạn của anh Quang nè, bạn Quang cũng đông nè, rồi có anh Khánh. Anh Khánh bà Linh khoái lắm nè, guitar nè, bạn đẹp guitar nè. À, tôi cũng khoái anh. Guitar bass Lê Quang đó mà. Thiệt tình nó chơi bạn á, nó cũng cái duyên nha. Chơi bạn cũng có cái duyên. Có những người đến chơi với Tám đến cũng thân thiết lắm. Nhưng mà một vài lý do gì đó thì có thể là mình nói là hết duyên đi thì sẽ không có gặp nữa, nhưng mà không phải là cái người đó xấu mà mình không có gặp nữa, hoặc là như thế nào đó, thì cái đó là cái duyên của mình. Còn duyên thì còn chơi, còn hết duyên thì không còn chơi nữa. Có thể là cái đó là mình không có biết trước được. Nhiều cái đưa đến nay luôn ha. À, không biết được ha. Không biết được, nhiều lúc mình không có biết được là như thế nào. Tại vì á, hồi đó Tám hay nói là chơi bạn á, ví dụ như không có cùng tần số á, hoặc là cái người đó nó không có đúng với mình á, thì tự động cái nữ nó đẩy xa ra. Cái không có gặp nữa là gì đó. Nhưng mà không phải là tất cả đều là người xấu hết nha. Giống như mình nói là người nào mà có tà tà thì giống như mình nói vậy, giống như đâm ra giống như mình không phải tà.
mà mình đâu biết được mình là tà hay là chánh, mình cũng đâu biết được. Nhiều lúc người đó nó thấy mình tà sao, đúng không? Giống như giờ tôi với bà Linh đi, đâu có biết được là sau này mình cũng không còn chơi với nhau nữa làm sao, đúng không? Mình không biết trước được chuyện gì á. Thật sự là như vậy luôn á. Mình mà có khi mình cũng thương yêu, yêu nhau, cũng thân nhau dữ lắm á. Nhưng mà nhiều lúc một thời gian cái có chuyện, chuyện này chuyện kia nó đến, nó không nói trước được chuyện gì hết á. Nhưng mà có những người bạn thì mình chơi rất là lâu năm, mình chơi rất là lâu luôn, lâu ơi là lâu thiệt, có khi cả đời luôn. Có những người người ta chơi với nhau cả đời luôn á, lúc qua đời luôn người ta vẫn còn chơi với nhau nữa đó. Cho nên là mình cái gì nó đến với mình thì mình đón nhận, còn cái gì nó đi thì mình cũng giống như là mình cũng cho đi vui vẻ bình an. Đúng mà lắm đâu, mình đâu có miễn cưỡng gì, miễn cưỡng còn nêu kéo cũng đâu có được, miễn cưỡng cũng không hạnh phúc, giống như vợ chồng cũng vậy thôi. Gặp ở đâu được, miễn cưỡng đâu có hạnh phúc đâu, không, vợ chồng cũng vậy, tới lúc hết duyên là đi à. Ủa sao tôi lại để vô trong đó, tôi lại không để đây, cái này cái mới mà tôi lại để không? Đầu bếp chính này hả, khó lắm các bạn. Khó gì? Đứng quay cho ba mà mất thời gian của mình. Thì thôi bà đừng quay nữa. Tại vì bà làm hay, tôi phải học. Học cái gì? Bà đừng quay tôi nữa, bà đi về bà ngủ đi. Bà về bà ngủ, bà có yên tâm khi mà để tôi đứng trên... Yên chứ, trời ơi, bà biết làm mà sao không yên. Bà nở mình nào mà bỏ bà về bà ngủ và để tôi làm, tôi đứng lên tôi làm một mình tôi buồn, buồn hết. Làm có các bạn nói chuyện với các bạn này kia nó mới vui, nó mới giết thời gian, nó mới trôi qua nhanh. Bây giờ tôi đứng đây mình tôi ngồi dục luôn hả? Buồn luôn á, quên lộn. Tôi buồn hiu buồn hết sao. Thôi rồi thầy à, vớt bọt. Trời ơi, để tôi vớt bọt nè, để ông tôi vớt bọt hay không? Để nhỏ lại, vớt bọt ra. Mà ướp cái gì trong này? Cà ri. Cà ri, muối. Muối, rồi gì nữa? Hồi mới nêm. À, hồi mới nêm. Nhưng mà bà có bỏ nước dừa không? Có chứ. Tôi thích bỏ nước dừa nhiều nhiều cho nó béo béo, nó mới ngon. Không được. Gì? Rồi. Sợ cháy khoai. Tôi vớt bọt rồi đó. Xíu nữa chừng nào bọt ra vớt tiếp. Bây giờ để làm khoai cái đó. Thôi nó cháy khoai. Nói chuyện gì nó đi đang nói hay mà. Nói gì quên rồi. Bạn bè à. Đó. Tôi đã nói rồi, bạn bè là cũng là cái duyên. Một khi mà chơi á mấy năm cũng vậy. Có người chơi 6 năm, có người chơi 7 năm, có người chơi 2 năm, có người chơi 1 năm. Có người chơi 15 năm, có người chơi 20 năm, có người chơi 30 năm, có người chơi 40 năm, có người chơi... Hy vọng tôi với bà chơi 40 năm ha. Hy vọng tôi bà chơi 40 năm. Chẳng biết được bà ơi, hy vọng thôi. Không, tôi hy vọng tôi bà chơi sẽ chơi suốt rồi, nhưng mà đâu có biết được. Nhiều lúc cái bạn đó đó, của mình đó, cái lúc này nó dễ thương lắm. Nhưng mà thời gian sau nó đổi tánh, nó kỳ khôi, nó kỳ cục, thì mình đâu chơi được nữa, đúng không? Hoặc là mình thay đổi, mình đừng nói người ta. Nhiều lúc người ta cũng không chơi với mình là tại vì ui nhỏ đó hồi trước nó khác, bây giờ nó thay đổi rồi, giống như vợ chồng vậy á. Bây giờ anh thay đổi rồi, hoặc là em đã thay đổi rồi, em không như ngày xưa nữa, em không phải như cái người mà anh đã từng yêu, em quá thay đổi rồi, cho nên thôi bây giờ mình chia tay đi, mình không có chịu nổi nữa. Là vậy thôi. Có thể mình thay đổi và cũng có thể là người đó thay đổi. Mình thì mình thấy người ta thay đổi, nhưng mà có thể người ta cũng thấy mình thay đổi. Cho nên đó là cũng là cái duyên của một cái tình bạn cũng như là tình nghĩa vợ chồng. Có những người á,
yêu thương nhau, ở nhau cũng mấy chục năm lâu lắm. Bây giờ nói sao? Sao kỳ quá à? Tao với ông chồng tao hả? Yêu yêu thương do dữ lắm. Mà ngồi mà nói chuyện nhau là y rằng là cãi lộn. Cho nên tao muốn nói chuyện với ổng chút nào, tao bỏ tao đi không à. Y rằng là nói vài câu là cãi lộn. Cho nên là khắc khẩu á chị. Nó là khắc khẩu đó. Tao không có biết nữa, nhưng mà sao mà dễ gây quá. Nó là vợ chồng lớn tuổi rồi đó nha, già rồi, lớn tuổi rồi đó. Nói chuyện á, kể với Tám nghe vậy á. Nói chuyện gần xong rồi nè. Còn khoai môn là bà thích phải không? Ừ. Thôi đừng chiên nữa, khỏi ăn. Hết rồi. Dạ ơi, con mẹ cuối cùng. Xoay xăm xo âm xăm. Bà biết là nè, cho bà nhiêu cái này không? Mấy? 10 cái. Dữ vậy? Ừ. Trời ơi, cho 10 cái luôn. Nhiều vậy chứ, thấy nhiều quá mà tôi không biết mấy cái. Chưa ăn 2 cái rồi con. Lấy 6 cái, còn 2 cái chậm. Nãy chưa? Bà Tám bà chiên khoai lang khoai thôi mà mắt đỏ lét. Phải vào bếp tâm sự đêm khuya, nói chuyện tào lão. Tào lão tư đê. Cà ri này mà ngon là do khoai chiên. Chắc phải lấy ra luôn quá. Ừ, lấy đi. Tắt bếp đi. Bếp nha. Ừ. Thôi để cho nó vàng chút đi rồi lấy lên. Thôi. Hẹn gặp lại ngày mai. Biết mấy giờ chưa? 10:05. 10:05 buổi tối nha, không phải buổi sáng với các bạn. Sáng mai sẽ hẹn gặp lại các bạn. Tắm sẽ chiên chả cá. Rồi tắm sẽ chiên cánh gà. Cánh gà. Tấm sẽ chiên, nếu mà được thì Tấm sẽ chiên thêm chả giò. Nhớ nếu nha. Mà được thì Tấm chiên thêm cá khô. Nếu mà được thì Tấm chiên thêm cá khô nữa. Nó ai đi gội đầu? À, ngày mai đi gội đầu sớm. Ngày mai sớm lắm. Hẹn là 9:15. Hẹn rồi. Hẹn rồi. Xong, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành xuất sắc trong giai tỳ nữ. Mà Linh nó cũng liệu dữ nè. Ta hết hồn rồi mà. Xong. Để đây đi, rồi ngày mai tính nè. Nha. Ừ. Ok. Ai phụng? Ô trời ơi, nè em mới lì xì nè. Lì xì lấy hơn nè. Đó, lì xì nữa hả? Dạ, cảm ơn chị Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn chị Tha. Dạ. Chị Tha cũng vậy ha. Dạ. Ai phụng? Mai, mai. Rồi, mai phụng, cảm ơn mọi người. Làm gì bà tạ tối ngày bà suối hôm qua làm cơm chó hèn chi. Thấy chưa? Bà suối không à. Ê! Té! Thấy chưa? Bà đó nha bà Linh. Bà bày trò không á nha. Ủa bà có nghe tiếng tôi nói trong này không? Tôi thấy cái bà nháy nháy hôm qua mà tôi thấy rõ ràng luôn nè. Hèn chi. Hôm nay không có... thời buổi khó khăn cho nên không có lì xì nhiều. Ừ, tôi thấy năm nay bà bị ế lì xì cho người ta. Nè, không phải, cũng có chứ, có lì xì chứ. Nhưng mà năm nay có tiền mới nè. Nè. 24, năm 2024 thì...
thì lì xì 24 đồng. Ừ. Nó có ý nghĩa chứ bộ. Nè, 4 tờ 20. Ấy quên lộn. 4 tờ 5 đồng là 20. 2 tờ 2 đồng là 24 đồng. Đúng không? Ừ. Là năm 2024. Ủa, mấy người mà được lì xì hôm mùng 1 Tết á là vẫn được tiếp tục ngày mai phải không? Không hiểu à. Ý là bà được lì xì mùng 1 rồi ngày mai bà cũng được lì xì nữa không có. Tôi hỏi dần chứ bộ. Không dám đâu. Lì xì một lần nữa chứ đâu mà tiền đâu lì xì hoài vậy, cha. Trời đất ơi. Hỏi dùm cho ông bé Ly là ăn chích ti. Chứ tôi lớn rồi tụi tao có. Bé Ly nó đâu có tới đâu mà lì xì lần hai. Trời bao đẹp quá. Nói chung là bây giờ rồi à, lấy xì lấy hơn thì một tờ này thôi đó, một tờ này hoặc là hai tờ hai đồng, bà muốn cái nào? Hai tờ hai đồng. Bà muốn hai tờ hai đồng hả? Chứ không cần một tờ năm đồng. Bà lấy hai tờ hai đồng. Hên xui mới rủi nha, bóc trúng cái nào lì xì cái đó nha. Đó, hai tờ hai đồng. Thôi. Clip đã quá dài. Clip đã quá dài. Xin chào tạm biệt các bạn. Bây giờ tao phải đi vô ngủ đây. 11 giờ đêm rồi. Anh Quang ảnh đã về rồi. Bà tạm đi vô ngủ. À, Quang lúc này lẽ tình yêu. Phải ngủ tình sớm. Tình yêu mà phải ngủ sớm chứ. Không có được thức khuya đâu. Ghê quá. Sao bóng nói ghê không? Ghê không? Ghê mà lên ghê. Ghê, cái này ghê dài lắm á. Rồi. Bye bye. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.